Chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu cái hôm trúng lương bên mình á. Thì cái hôm trúng lương bên mình, về cái hôm lương thì bạn thấy không, có hai kiểu. Một kiểu là làm bằng cái ruột tre nè, là cái này. Là kiểu hai là kiểu loại tốt là bằng cái vỏ tre. Này thì bền hơn nha bạn. Đó, đang bằng cái vỏ tre. Đó, có từ size 34, 42, 48, 60, 76, 90 các bạn. Đó là hôm nha bạn. Còn về trúm thì mình có ba cái kiểu trúm. Đây là một kiểu, này là ống 60 nè. Rồi còn cũng có cái ống 90 y vậy luôn nha bạn. Ống 60, ống 90. Có cái túi lưới hở phía sau, lương vô nó không có sợ ngợp. Thứ hai nữa là về cái loại ống mũ kiểu này, thì ống này tương đương ống 76 nha bạn. Đó có nghĩa là trúm thì có ấm trúm 60, 76, 90. Rồi ngoài bán hôm trúm lương thì mình có bán các loại như lờ cá lóc, lờ cua rồi các bạn, lợp tép, cá bóng, cá chạch, lứ rồi ha. Rồi các loại cần câu cắm. Ngoài ra thì có bẫy rắn, chuột, sóc, chồn, mèo, các loại. Nói chung là đầy đủ nha bạn. Bạn cần loại nào thì mình cung cấp cho bạn loại đó. Các bạn cứ liên hệ mình Zalo là 0936 059 090 nha các bạn. Chào tất cả các bạn.